Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Hồng đã nhận được Giải thưởng Hồ Chí Minh. Chúc mừng giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Hồng đã nhận được Giải thưởng Hồ Chí Minh cao quý tối ngày 23 tháng 11 năm 2022 tại Nhà hát lớn cho công trình Tự điển chữ nôm dẫn giải, 2 tập 2014, tái bản 2021. Giải thưởng Hồ Chí Minh là giải thưởng cao quý nhất dành cho những công trình nghiên cứu khoa học, giáo dục và văn học nghệ thuật đặc biệt xuất sắc có giá trị cao, tạo ảnh hưởng rộng lớn lâu dài đối với xã hội. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Hồng, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm, nguyên Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành ngôn ngữ học, là một nhà khoa học có nhiều đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực ngôn ngữ học và nghiên cứu Hán Nôm. Hơn 50 năm trên đường học vấn, ông đã để lại những dấu ấn rõ nét trong một loạt công trình, tự biên hoặc chủ biên, 3 chuyên luận, 2 bộ tự điển chữ nôm, 1 tuyển tập tiểu luận và một số sách khảo cứu, phiên chú. Tác giả từng được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đợt V 2017. Bộ tự điển chữ nôm dẫn giải được giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Hồng siêu tầm, phiên âm, khảo cứu, phân loại, mô hình hóa từ hàng trăm văn bản gốc trong hàng chục năm. Và tiếp đó là 7 năm trời chỉ để ngồi máy tính biên tập và gõ chữ. Vậy nên, với ngót 9.500 chữ khác nhau, ứng với 18.500 âm đọc, quy thành gần 4.500 âm tiết khác nhau, chưa kể các âm và chữ trong phần phụ lục, chuyển một số nội mã, V-code sang mã quốc tế hóa Unicode. Giới chuyên môn đánh giá đây là bộ tự điển chữ nôm đồ sộ nhất, khoa học nhất.